Hải Minh, mẹ tới đây ngồi tù thai cho con. Con có thể về nhà rồi. Sao lại như vậy? Mẹ xin lỗi con đã để cho con phải chịu khổ lâu như vậy. Mẹ rất đau lòng. Không được, như vậy tuyệt đối không được. Nếu như mẹ vào ngồi tù, sức khỏe sẽ ngày càng yếu đi. Hơn nữa, con vốn chẳng lấy trộm tiền của người ta mà. Thùng tiền của tiệm cao ly rất kiên cố, con làm sao mà mở ra được chứ. Con chỉ lấy trộm một ít nhân sâm mà thôi. Thật ra con chỉ muốn lấy trộm nhân sâm để cho mẹ ăn. Ai ngờ bị người ta đánh hôn mê. Tới khi con tỉnh lại, thấy trên tay mình không phải là nhân sâm mà là tiền. Con cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhân sâm biến thành tiền. Hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Sau này con nhất định không làm ăn trộm nữa. Sau này con ra ngoài con sẽ làm một người tốt. Con sẽ mua nhân sâm về cho mẹ ăn. Cho nên con xin mẹ hãy cố gắng lên. Đại ơi. Mẹ ơi. Tấm Minh đại nhân, chú có thấy sự việc này hơi kỳ lạ không? Kỳ lạ? Nghĩa là sao vậy Nhất Hương? Nếu như nói bọn họ lấy trộm tiền nhiều như vậy thì tại sao đến giờ này còn nghèo khổ, có đúng không? Chú nói rất có lý. Tôi đã sai người tới tiệm cao ly điều tra ông thủ quỷ rồi, nhưng mà không có chỗ nào đáng nghi cả. Hơn nữa, ông ấy còn là một Phật tử thuần thành, sớm tối đều tụng kinh lại Phật. Chắc là không xấu như vậy mới đúng chứ? Chưa chắc đâu. Nếu như ông ấy là một Phật tử thuần thành, bắt được một đứa trẻ lấy trộm đồ mà đánh nó đến gần chết thì quá tàn nhẫn. Khi đó là thủ quỷ bắt được Đại Minh. Hơn nữa, thùng tiền của tiệm cao ly kiên cố như vậy, Đại Minh chỉ là một đứa trẻ nên không thể mở được. Đến giờ này vẫn chưa tìm được bằng chứng gì để chứng minh thủ quỷ vu khống cho Đại Minh. Thật là đau đầu quá. Rốt cuộc là chuyện gì? Thật là đau đầu. Tiệm cao ly. Căn cứ theo sự điều tra của chúng tôi, thùng tiền của tiệm cao ly quý vị thường bị mất trộm. Tôi cho rằng người lấy trộm tiền là một người trong số quý vị. Hả? Không có chuyện đó đâu. Sao có thể có chuyện này chứ? Đúng vậy, là ai mới được chứ? Không có mà. Thôi được rồi, quý vị đừng nói chuyện nữa. Hôm nay tôi đặc biệt vì điều tra chuyện này mà tới đây đó. Nè, quan sai đại nhân, thật ra đã sớm biết đó là Đại Minh lấy mà. Không đúng, không phải là Đại Minh lấy. Rốt cuộc là ai lấy chứ? Người lấy trộm tiền chính là... Mèo đại ca đã nói cho tôi biết rồi. Hãy nghe tôi nói đã. Mèo đại ca nói ra mấy tên cho tôi nghe. Người thứ nhất là A Hồng. Tôi không lấy trộm thiệt mà, chuyện này không có liên quan tới tôi. Và A Chánh là bạn cùng nghề. Không phải cháu không lấy. Bạn không là lão điền thủ quỷ. Nè, sao lại vô lý vậy chứ? Tôi cũng có phần sao? Thiệt không cần giải thích nữa. Mà đại ca đã cho tôi biết rồi, trong ba người quý vị có một người lấy trộm. A Hồng, A Chánh, lão điền, ba người các vị thay phiên nhau vào trong sờ lên lưng của mèo đại ca. Chỉ cần người lấy trộm tiền sờ lên thì mèo đại ca sẽ kêu ra tiếng. Được rồi, A Hồng vào trước đi. Tấm Minh đại nhân. Mèo đại ca không kêu. A Chánh tới lượt ngươi. Được rồi, mẹ đại ca cũng không kêu. Bây giờ tới lượt ông rồi đó, ông Điền. Hãy mau vào đi. Mẹ đại ca cũng không kêu. Cả ba người mẹ đại ca đều không kêu. Vậy có nghĩa là cả ba người đều không lấy trộm. Vậy là ai chứ?
Ai dễ lấy? Mọi người yên lặng một chút đi. A Hồng, Lão Chánh, Lão Điền, đưa hai bàn tay ra đi. Lão Điền, ông là người lấy trộm. Cái gì? Vừa rồi kẻ cũng nghe thấy mèo đại ca không kêu mà sao lại là tôi? Trước đó chúng tôi đã bôi lò nghẹ lên lưng con mèo rồi. Ông có tật giật mình, ông sợ mèo kêu cho nên không dám sợ lên lưng con mèo đúng không? Ngài dám nói là tôi lấy trộm tiền à? Thế tôi hỏi ngài tiền ở đâu, ngài nói đi. Lần đề tiêu rồi, giáo sư đại sư không nói cho ta biết cái này. Ngài nói đi, có bằng chứng gì không hả? Tiền của ông để ở đây nè. Đó. Ông đã để trong tượng Phật mà hàng ngày ông lễ bái. Thề thảm rồi, trời ơi. Bán lại. Lão Điền, ngươi thông minh thì khai thật ra đi. Nhất Hưu đại sư, lần này thật sự cảm ơn ngài nhiều. Cuối cùng cũng rộ lõi chân tướng rồi. Con muốn tặng ngài một món đồ nhỏ để nói lên sự cảm kích của mình. Nhưng mà... Dạ được rồi, nếu ông muốn tặng thì tặng nhân sâm cao ly cho cháu vậy. Hả? Nhân sâm cao ly? Cha ơi, cha đồng ý đi. Được rồi, bây giờ tôi đi lấy. Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. Có nhân sâm rồi. Có rồi. Có rồi. Râu của đại sư. Ý hay quá, đưa về nhà rồi. Mừng quá, đưa cái được về nhà. Mừng quá đi. Về nhà. Yên lặng một chút coi, còn ra thể thống gì nữa đây chứ. Dạ. Các chú nghe đây, hôm nay là ngày nghỉ cho mấy chú về nhà, chứ không phải cho mấy chú đi chơi. Chủ yếu là vì mấy chú đi xa nhà đã lâu, cha mẹ mấy chú nhất định nhớ thương mấy chú, cho nên mới cho mấy chú về, để mấy chú đoàn tụ với gia đình, để mấy chú hiếu thảo với cha mẹ mình. Các chú hiểu chưa? Dạ. Được rồi, các chú đi đi, đi đường cẩn thận đó. Tạm biệt đại sư. Tạm biệt đại sư. Tạm biệt. Nhất Hưu, tôi sẽ mang thư về cho chú. Anh Nhất Hưu, chắc chắn anh rất muốn về nhà. Đương nhiên là tôi muốn về rồi, nhưng mà tôi đã hứa với mẹ, tôi sẽ không về nữa. Rất giữ uy tín, rất tốt. Đâu có. Phải rồi, đúng rồi, hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm. Các huynh đệ đều đi về hết rồi, còn phải lau nhà xong còn phải giặt đồ nữa. Nhất Hưu, chú chờ một chút đã. Hả? Hôm nay chú không phải làm gì cả. Đại sư. Chú nghe ta nói trước, hôm nay chú không đi về nhà, thế thì ta dẫn theo chú và Tiêu Nghiên cùng nhau đến một nơi rất hay. Hả? Là thế này, hôm nay là ngày giỗ của cha ông chủ Hà, mời ta đến đó tụng kinh. Tụng kinh xong sẽ mời chúng ta dùng cơm, chú đi cùng ta là được rồi. À, hay quá, hay đó. Chúc lòng thành, ngài đừng khách sáo nghe. Vậy thì chúng ta không khách sáo nữa. Đại sư, sao vậy? Có chuyện gì không? Không có gì. Râu của ta rất phiền phức, nếu ta không vuốt cho nó cẩn thận, nó sẽ rơi vào trong chén cơm. Đại sư à, nếu ngài cảm thấy bộ râu đó phiền phức, vì sao ngài không đem bán cho người khác đi? Hả? Nếu ngài có hứng hả, thì con có hứng thú mua đó. Mua bộ râu của ta để làm gì chứ? Con nghe người ta nói đem râu của người xuất gia treo ở trong tiệm á, thì sẽ được may mắn. Ông đừng mê tín nữa. Ông nói thử xem bộ râu của ta đáng giá bao nhiêu nếu tiền. Nếu ngài thật sự chịu bán thì con sẽ trả cho ngài giá cả hợp lý, 3 lượng vàng có được không? Nếu ngài chê ít thì con trả ngài 5 lượng. Ủa, 5 lượng à? Giá tiền 5 lượng không ít nữa đâu. Ông chủ Hà, ông nói thiệt hay giỡn vậy? Con ngài thấy con có thể giống như đang nói giỡn sao? Không giống. Ý ta nói rằng ta coi bộ râu này là báu vật. Ông nghĩ thử xem, nếu như không có bộ râu thì xem ra chẳng có oai phong gì hết đúng không? Chứ
Sư huynh tôi niệm, sư huynh tôi niệm. Hai huynh về rồi hả? Đúng vậy. Chú nhìn xem, tôi mang bánh bọt về cho chú ăn nè, nhớ không? Cảm ơn huynh. Khả tài huynh. Hãy xin mời. Thứ ngọt nhất trên thế gian này là cái gì vậy? Tôi tưởng chú lại hỏi câu gì chứ. Chứ thứ ngọt nhất trên thế gian này á, đương nhiên là mật ong. Vậy còn huynh? Tôi cho rằng thứ ngọt nhất trên thế gian này chắc là kẹo mạch nha. Cả hai đều sai rồi. Vậy nó là thứ gì mà ngọt hơn cả mật ong vậy? Rốt cuộc là thứ gì? Chú nói mau đi. Thứ ngọt nhất trên thế gian này chính là tình thương của mẹ đó. Mấy huynh vừa về thăm mẹ xong mà, sao mấy huynh lại quên nhanh vậy? Chú đừng nói chúng tôi như vậy mà. Ý, định niệm về rồi kìa. Hai huynh đây cũng vừa về tới. Sư huynh, huynh có vui không? Sư huynh làm sao vậy? Hình như không giống như bình thường. Điều thứ ba, bất luận thứ gì cũng không được lãng phí. Đồ ăn nhất định phải ăn hết. Điều thứ tư, bất luận thứ gì cũng là trời ban cho. Khi ăn ơn phải lên ơn ông trời. Điều thứ năm, định niệm, sao không có tinh thần gì vậy? Dạ, điều thứ ba là kiểm điểm lại đức hạnh của chính mình. Đồ ngốc, điều đó đã đọc xong lâu rồi, không có chút tinh thần nào hết. Tối nay đừng ăn cơm nữa, đi ngồi thiền đi. Chú mới về nhà có một ngày đã nhớ nhà rồi. Chứng minh đạo hạnh của chú chưa đủ. Tôi hôm nay không cho phép chú đi ngủ, ngồi thiền suốt đêm nhớ chưa? Dạ. Tín niệm à, tín niệm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gia đình chú có chuyện đúng không? Cho chúng tôi biết đi. Không có gì, nhà em không sao cả. Tình niệm à, cho chúng tôi biết rốt cuộc nhà chú đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể giúp chú. Đúng vậy, sư huynh tình niệm, chúng em sẽ cố gắng giúp huynh. Tình niệm à, nhà huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như lần này không được, nhà cửa và tất cả ruộng đất nhà tôi sẽ bị người ta tịch thu hết. Hả? Hả? Điều do mẹ tôi quá tin tưởng bạn bè, mẹ đã cam đoan cho bạn để bạn mẹ mượn tiền. Ai ngờ người mượn tiền không có tiền trả, chú nào bắt gia đình tôi phải trả cho họ. Có phải mẹ chú mang nhà cửa ruộng vườn đem thế chấp hết cho người ta rồi không? Đúng vậy. Vậy là phải cần rất nhiều tiền mới có thể trả cho chủ nợ được đó, đúng không? Bạn của mẹ tổng cộng mượn 30 lượng vàng, nhưng mà gia đình tôi chỉ cần trả 8 lượng là được rồi. Nhưng mà 8 lượng vàng nhiều như vậy, gia đình tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để trả nợ? Mấy huynh đệ thử nghĩ xem có cách nào có thể kiếm ra tiền không? Nghĩ thử chúng đi. Chúng tôi có thể đi tìm tổng binh đại nhân, xem chú ấy có thể giới thiệu cho chúng ta công việc sao chép kinh để làm không? Vô dụng thôi, chép kinh để có được 8 lượng vàng thì phải chép 1 năm mới đủ đó. Hả? Hay là mời đại sư đến thương lượng xem sao? Không được đâu, đại sư luôn luôn không có duy trì tiền bạc, chúng ta thật là lãng phí thời gian, không được đâu. Huynh nói cũng đúng. Mấy chú đang nói thì thầm chuyện gì đó? Nói cho ta biết coi. Chuyện này như vậy, mẹ của sư huynh tịnh niệm làm người cam đoan cho bạn bà ấy mượn tiền. Kết cục bạn của bà ấy không trả tiền, bây giờ mẹ của huynh ấy phải trả. Ta cũng đang nghĩ chắc gia đình tịnh niệm đã xảy ra chuyện gì đó. Tịnh niệm, vì sao chú không nói thật cho ta biết sớm hả? Con ngại không dám nói ra. Mấy chú này cũng thật là không đúng. Đã biết gia đình của tịnh niệm xảy ra chuyện như vậy, vì sao không nói cho ta biết sớm chứ? Đại sư à, chúng tôi không muốn gặp phải lo lắng, cho nên chúng tôi định tự mình tìm cách giải quyết. Ta biết mấy chú thường nói ta không có duyên với tiền mà. Không có, con đâu có nói đâu. Tịnh niệm, rốt cuộc chú cần bao nhiêu tiền? Dạ con. Không sao đâu, nói cho sư phụ biết đi. Chú đừng tưởng ta lớn tuổi rồi sẽ không làm được gì nữa. Nhưng ít nhất cũng có thể tìm cách nào đó giúp chú. Không sao đâu, chú nói ra đi. Là một nửa lượng vàng hay là một lượng vàng? Nói đi, đừng khách sáo. Đại sư à, tổng cộng là 8 lượng. Hả? Cái gì? 8 lượng vàng? Chẳng lẽ người có 8 lượng vàng để giúp chúng con sao? Không, 8 lượng à? Nhiều quá. Đại sư, ngài không phải lo đâu. Chúng con đang tìm cách xem có việc gì để có thể làm ra tiền hay không. Mấy chú đi kiếm tiền, có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Không thể trả hết đâu. Phải làm thế nào mới có thể trả tiền chứ? Phải bán rất nhiều thứ. Mà có cái gì để bán chứ? Tiêu rồi, làm sao bây giờ?
để ta nghĩ xem. À, đúng rồi, có cách rồi. Hả? Cuối cùng thì cũng do ta nghĩ ra cách. Nhất Hưu à, đại sư, chút nữa ta sẽ viết một lá thư, sáng sớm ngày mai chú mang đến cho ông chủ Hà, biết chưa? Đại sư, có phải là việc bữa trước đó không? Đúng vậy. Đại sư, như vậy là không được hay lắm. Đại sư, hay là cứ để cho chúng con tự tìm cách đi. Không được, lần này giúp được Tịnh Niệm ta cũng rất vui. Đại sư à, rốt cuộc ngài định bán món gì cho ông chủ Hà vậy? Chẳng lẽ trong chùa của mình vẫn còn thứ đáng giá để bán sao? Chắc là có đó. Nhất Hưu à, việc này đến khi đó chú hãy nói với mấy huynh đệ. Dạ. Đại sư, ngài mà cắt bộ râu đó ngài sẽ rất đau lòng. Ông chủ Hà, lần trước ông nói ông rất thích bộ râu của ta, bây giờ ta đồng ý bán cho ông với giá 8 lượng vàng, không biết ý của ông thế nào. Nếu đồng ý thì ông đưa tiền cho người mang thư đến, nhờ chú ấy mang về đây. Thật ái ngại, cháu biết giá 8 lượng vàng thì hơi mắc một chút, nhưng mà đại sư thật sự cần tiền gấp, ngài dùng 8 lượng vàng này để đi cứu người. Đây không sao đâu, việc này tôi đề ra mà, tôi không hối hận đâu. Cho nên Lệ Tâm mà, mau đi lấy thùng tiền của cha đem tới đây. Dạ. Đây cha. Nhất Hưu à, số vàng này chú nhận lấy đi. Cảm ơn ông, chắc chắn sư huynh Tình Niệm sẽ rất vui. Cho tôi gửi lời thăm đại sư nghe. Dạ. Tiện đó thư với ngài chiều nay tôi tới lấy râu. Dạ, cảm ơn ông. Cha, xem ra lần này chú ấy mắc mưu rồi. Ta nghĩ lần này Nhất Hưu sẽ không còn cách nào khác nữa đâu. Nghe đây, việc này không thể chậm trễ được, chú mau mang tiền về cho mẹ chú. Con biết rồi, cảm ơn đại sư, đại ân đại đức của ngài đối với chúng con mãi mãi không bao giờ quên. Cảm ơn đại sư nhiều. Mau đi đi. Dạ. Đại sư, ngài nói cho chúng con biết đi, ngài đã bán thứ gì cho người ta vậy? Tạm thời chưa thể nói cho mấy chú biết. Đại sư quá ra thần bí như vậy từ hồi nào vậy chứ? Nè Nhất Hưu à, chú và đại sư rất hợp đó, chú có biết sự việc này không vậy? Rốt cuộc ngài đã bán món gì? Không được, em không thể nói cho mấy huynh biết được. Ê, Nhất Hưu à. Dạ. Đi đón lâu sẽ bị rụng tóc đó, chú mau nói cho chúng tôi biết là thứ gì đi. Đúng vậy đó, rốt cuộc đại sư đã bán món gì cho người ta chứ, mau nói cho chúng tôi biết đi mà. Nãy giờ em cũng rất muốn nói cho mấy huynh biết, nhưng mà em đã hứa với đại sư là phải giữ bí mật rồi, không còn cách nào. Rốt cuộc chú có chịu nói hay không chứ? Đau quá. Chú biết là con công bằng đó. Chú có nói hay không? Nè mấy huynh đừng làm vậy. Đừng mau. Nói mau đi. Chú không nói được. Nói mau đi chú đó. Nói đi. Chị chú mắc cười luôn. Nói mau đi chứ Hưu. Không nói được mà. Không nói được mà, em xin mấy huynh đó. Bộ râu này ta để đã lâu năm rồi, hôm nay nó phải chia tay với cái cầm của ta rồi. Bữa khác không còn râu nữa thì làm sao gặp người ta đây chứ. Mấy chú đang làm gì vậy? Chúng con muốn tới đây để xin lỗi đại sư thôi, không có việc gì khác đâu. Nghĩa là sao chứ? Tâm trạng của đại sư hiện nay chúng con rất hiểu mà. Con nghĩ bây giờ chắc ngài rất đau lòng đúng không? Thật ra đại sư ngài không còn râu nữa, chúng con cũng rất đau lòng. Sao lại như vậy chứ? Nhất Hưu à, chú nói ra rồi đúng không? Con xin lỗi, đáng lý phải giữ bí mật nhưng con hết cách rồi. Ta định cho mấy chú nhìn xem, ta không có râu để hù mấy chú một chút. Bây giờ thì không được rồi. Chắc chắn sẽ rất vui. Chắc chắn là rất vui đó. Đại sư, ông chủ Hà và Lệ Tâm cô nương đến tìm ngài. Lại tới làm phiền các vị rồi. Xem ra bộ râu của ta không muốn cắt cũng không xong rồi. Dạ đúng vậy, còn muốn nhân lúc ngài chưa thay đổi ý định phải lấy bộ râu của ngài mang đi mới được. Hết cách rồi. Đại sư à, ngài sẽ không đột ngột thay đổi ý định chứ? Không có đâu, nhưng mà bộ râu để lâu năm như thế ta không nỡ. Ông chủ Hà, hay là ông cắt nó giúp cho ta có được không? Còn biết trước ngài sẽ nói vậy mà, con đã mang sẵn kéo đến đây cho ngài luôn rồi nè. Nè Lệ Tâm. Dạ. Hả? Được rồi đại sư à, ngài chuẩn bị xong chưa? Đâu cần lo lắng như vậy đúng không nào?
bây giờ chỉ là cắt râu chứ không phải là mổ bụng, không cần khuếch trương như vậy đâu. Đại sư, ngài không sợ thiệt sao? Hôm nay chúng con đến đây để lột da của ngài đó, sao ngài không lo lắng chút nào vậy? Cái gì? Lột da của ta hả? Hả? Chẳng lẽ ngài muốn rút lại lời đã nói sao? Không phải ông nói là râu sao? Râu mọc ở trên da mà, nếu như không lột cả da thì coi như chẳng có gì, ai muốn bỏ tiền ra mua một mớ lông chứ, cho nên đương nhiên phải lột cả da xuống rồi. Nhưng mà cái chuyện này, đại sư à, ngài muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Cô đã đưa cho ngài 8 lượng vàng rồi mà, đúng không? Ông nói đúng, nhưng mà cái chuyện này nó đúng rồi. Nhất Thư, chú nhìn đại sư hình như rất khó xử, sao chú không tìm cách giúp ngài đi? Nhưng mà tại sao chú lại như vậy? Đại sư gặp khó khăn, chẳng lẽ chú không chịu giúp sao? Việc cấp bách như vậy mà chú cũng không tìm cách giúp ngài, hổ danh chú là đệ tử của ngài. Không phải, tôi cũng muốn giúp ngài nhưng mà tôi bất lực. Nhìn tình hình này thì lần này Nhất Hưu bị thua rồi. Nếu chú chịu nhận thua thì tôi không cắt râu của đại sư và cũng không lột da của ngài nữa. Chú thấy thế nào Nhất Hưu? Nhất Hưu à, nhất định là con phải giúp ta mà. Nhất Hưu à, chú đã tìm được cách chưa? Vẫn không nghĩ ra cách gì. Vậy thì chú nhận thua đi, Nhất Hưu. Không được, tôi tuyệt đối không chịu nhận thua. Nếu chú không chịu nhận thua thì tôi không khách sáo nữa, tôi sẽ lột da cầm của đại sư xuống. Đành phải như vậy thôi. Như vậy nghĩa là sao chứ? Nhất Hưu à, chú thấy chết mà không cứu sao? Sao chú lại nói như vậy? Chú phải tìm cách giúp đại sư chứ. Nhưng mà em không nghĩ ra cách gì hết. Chú thật là vô tình. Đúng rồi, ông chủ Hà, ông có thể cho chúng cháu thêm một ngày nữa. Ông định lột da của đại sư, sự việc quan trọng như vậy, ông cũng phải để đại sư chuẩn bị tâm lý chứ. Hôm nay cháu sẽ khuyên đại sư, sáng sớm ngày mai cháu sẽ phụ trách đưa đại sư đến nhà ông để ông lột da cầm của ngài. Ây cha, cái chuyện này thiệt. Nhất Hưu à, tôi không ngờ với lời đó mà chú cũng nói ra được. Không ngờ chú lại vô tình như vậy, đúng là lừa thầy phản bạn. Chú quên là đại sư đã dạy dỗ chú như thế nào rồi sao? Mấy huynh nghĩ em có phải là loại người như vậy không? Nhất Hưu à, tôi cho chú biết nha, tôi xem thường chú đó. Mấy huynh đừng có giận, nghe em nói đã. Vừa xong em đã cố ý để cho cha con ông ấy vui đó. Chú nói như vậy nghĩa là sao chứ? Mấy huynh đến đây, em nói cho mấy huynh nghe. Mấy huynh thấy sao? Không sai chút nào đúng không? Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Như vậy mới là huynh đệ tốt chứ, Nhất Hưu. Mấy huynh đừng nói như vậy mà. Ôi, thật là đau lòng. Đại sư cũng đang cố gắng bình tĩnh đó. Giờ này chắc chắn ngài đã suy nghĩ, không biết phải làm cách nào. Không sao đâu, làm bất cứ chuyện gì Nhất Hưu đều suy nghĩ rất kỹ. Nhưng mà phàm mọi việc đều có ngoài ý muốn, không có tuyệt đối đâu. Nếu như bị người ta lột da thiệt thì phải làm sao đây chứ? Đại sư xin chào ngài. Hôm nay sao ngài dậy sớm vậy? Đêm qua đại sư ngủ không ngon giấc sao? Sắc diện xấu quá. Ta có kinh nghiệm tu tập mấy chục năm, lột chút da có là gì. Ta đêm qua ta ngủ rất ngon, giấc ngủ rất là ngon. Có chuyện gì đáng cười chứ? Không có, tôi rất khâm phục đại sư, sắp bị lột da rồi mà vẫn không sợ. Đại sư, chúc ngài trở về bình an. Lột một chút da cầm thì có gì đáng nói đâu, ta sẽ bình an trở về thôi. Nhất Hưu à, chú có cách thiệt không? Sư phụ, chuyện này rất khó nói. Nhưng mà ngài yên tâm đi, con đã mời Tổng Bình Đại Nhân làm chứng cho chúng ta rồi. Sao, phải có người làm chứng nữa hả? Thật không ngờ Nhất Hưu lại nói ra những lời vô tình vô nghĩa như vậy.
Chú ấy nhất thời háo thắng nên mới nói như vậy thôi. Thật ra Nhất Hưu không muốn để đại sư bị khổ, chúng được chắc chắn chú ấy sẽ cúi đầu xin lỗi ta thôi. Có không? Dạ, Nhất Hưu đại sư đã đến rồi. Còn thấy chưa, ta nói không có sai mà. Đúng rồi, tổng binh đại nhân cũng đến nữa. Hả? Đến đông người như vậy làm cái gì chứ? Chào các vị tới sớm thế. Chào ông chủ Hàm, buổi sáng, cháu đã giữ đúng lời hứa của mình, đã mời đại sư đến đây. Vì sao chú vẫn theo cái tổng binh đại nhân nữa vậy? Tôi tới đây để xem thôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người ta lột da, cho nên hôm nay đến đây để xem, mong rằng quý vị không trách. Hả? Được rồi, ông chủ Hà, bây giờ bắt đầu được rồi. Thật sự tôi có thể lột da cầm của đại sư rồi sao? Nhất Hưu. Lột da là rất đau đó. Chuyện này cháu hiểu mà. Được rồi, tôi bắt đầu đây. Ông chủ Hà, cái chuyện này cháu muốn hỏi ông một chút. Chuyện gì vậy? Chú muốn nhận thua rồi đúng không? Không phải, cháu tuyệt đối không chịu thua ông đâu. Hả? Ông muốn lột da của đại sư chắc không phản đối. Nhưng mà cháu nói trước, ông không được để đại sư chảy một giọt máu nào. Chú nói như vậy nghĩa là sao chứ? Ông muốn lột da của đại sư thì ta không xía vào. Nhưng mà nếu ông lột da đại sư để đại sư chảy máu, ta lập tức đi kiện ông làm hại người đó. Vậy làm sao được? Nhất Hưu hay quá. Ôi ông chủ Hà, mau lột đi, lột đi nè. Ông chủ Hà, mau bắt đầu lột đi, lột đi. Lần này ta lại thua nữa rồi. Cùng lắm ta không lấy bộ đâu đó nữa mà thôi. Đúng rồi ông chủ Hà, nếu như ông muốn đòi lại 8 lượng vàng đó ta không trả đâu nha. Thôi bỏ đi, coi như là con cúng dường vậy. Cúng dường à? Dạ, đúng ra con muốn dùng mưu kế này với mục đích là làm khó Nhất Hưu thôi. Thật ra con không muốn lấy bộ râu của ngài đâu. Ngài có thể yên tâm đi đại sư. Thì ra là như vậy, được rồi. Bữa khác ta sẽ lên thăm được, cảm ơn ông. Lần này tuy tôi thua rồi, nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ mưu kế khác. Lần sau nhất định tôi sẽ hạ gục chú đó Nhất Hưu. Hả? Lần này tuy là tôi thua, nhưng mà mưu kế lần sau của tôi chắc chắn chú phải chịu nhận thua với tôi. Ông chủ Hà, hình như ông vẫn không chịu thua. Tôi cầm tin con rắn, được cầm tin con rắn tuyệt đối không dễ dàng chịu thua đâu. Tôi cũng cầm tin con rắn, cho nên tôi không dễ dàng chịu thua đâu. Đại sư à, lần này vô cùng cảm ơn. Được rồi, không cần khách sáo đâu. Mẹ con nhìn thấy số tiền đó mẹ con rất vui, còn nhắc nhở con nhất định phải cảm ơn đại sư đó. Vậy hả? Đại sư à, ngài mình đang trở về, chúng con thật sự rất vui đó. Chúng con đều rất lo cho ngài, cho nên ngay cả cơm chúng con cũng không ăn nổi nữa. Ta làm hòa thượng mấy chục năm rồi, có gì là chưa thấy qua. Sự việc này ta chẳng thấy kinh ngạc đâu. Không đúng đâu, vừa rồi khi đại sư bước vào, con thấy sắc diện của ngài xanh xao lắm đó. Chú thấy hả? Đêm qua ta ngủ không ngon. Chẳng được nhìn thấy đại sư không có râu, thật là tổn thất lớn của chúng ta đó Nhất Hưu à. Đúng vậy, nếu biết sớm thì vừa rồi cháu đã không giúp ngài nữa. Ê, mấy người thiệt to gan, dám đem ta ra làm trò cười hả? Xét xử vụ cho dây. Hàng năm mùa hè đến, các hòa thượng trong chùa An Quốc phải dọn sạch cỏ trong ruộng, lấy số cỏ đó làm phân bón, một số thì đem về chăn nuôi. Khảo tài mấy chú. Xin mời. Con bạch tuộc gắn hàm răng giả, xin hỏi phải giải thích cách nào? Tôi biết nè. Huynh ngồi niệm nói đi. Rất đơn giản, là nhe nanh múa vuốt. Bạch tuộc gắn hàm răng giả là nhe nanh, đúng không nè? Huynh thông minh quá. Khảo tài mấy huynh. Xin mời. Nơi đâu? Đúng ra định mượn nó, nhưng bây giờ phải trả lại đồ cho nó, là nơi nào? Đúng ra muốn mượn. Trả lại cho nó đi. Giúp thường là cái gì? Trời ơi, mấy huynh mau suy nghĩ xem, đã nghĩ ra chưa vậy? Cũng vô dụng thôi, câu hỏi khó quá. Nói cho mấy huynh biết vậy, chính là nơi mà bây giờ em phải đi đây. Đúng rồi, là nhà vệ sinh đó. Trời ơi.
Dứt Hưu. Đóng Minh đại nhân. Thảm rồi Dứt Hưu à, có một việc rất cấp cần chú giúp đỡ, nhất định chú phải giúp tôi mới được đó, tôi xin chú. Nhưng mà bây giờ cháu không rảnh, đau quá. Hả? Xin lỗi chú, chút nữa chú hỏi nha, cháu thật sự rất gấp, xin chú. Chú mau đi đã, chú phải giúp tôi mà. Dứt Hưu à, tôi xin chú mà. Tổng Bình đại nhân ơi, bây giờ không được đâu, xin chú mà. Tổng Bình đại nhân. Sự việc là như thế này, gần đây khu vực quanh kinh thành có hơn 20 vị trụ trì, họ đã không hẹn mà gặp đều đến chỗ chúng con và nói rằng muốn chúng con tìm cách giúp cho quý thầy đó. Hả? Vấn đề khó khăn là thế này, họ nói tự viện của họ bây giờ sắp bị đóng cửa rồi. Tự viện sắp đóng cửa, như vậy rốt cuộc là sao chứ? Chuyện là như vậy, bởi vì mấy năm trước mua chịu củi gạo dầu muối của người ta, nhưng mà không có tiền trả, cho nên không còn cách nào để trả cho người ta. Bất đắc dĩ họ phải mượn tiền ở chỗ cho vay lãi nặng, họ muốn tạm thời giải quyết khó khăn. Có phải đến thời hạn lại không có tiền trả cho người ta đúng không? Dạ đúng vậy đại sư, họ đã mang tự viện ra để thế chấp rồi. Bây giờ một số thương gia còn nói, nếu như quý thầy không có tiền trả thì bắt quý thầy phải dọn đi ngay, khiến cho quý thầy đi đến đường cùng. Cho nên họ không còn cách nào, nên đã đến chỗ ngài nhờ ngài giúp đỡ. Dạ, còn biết mượn tiền người khác thì nhất định phải trả rồi. Nhưng mà cùng một lúc 20 mấy vị trụ trì đều xảy ra chuyện như vậy, bản thân con làm tổng binh làm sao có thể làm ngơ được. Cho nên con muốn nhân lúc này đến đây thỉnh giáo cùng Nhất Hưu hòa thượng, mong rằng Nhất Hưu có thể giúp cho con giải quyết chuyện này cho xong. Như vậy cũng tốt. Nhất Hưu à, đối với việc này chú có suy nghĩ như thế nào? Con hiểu rồi. Hay là chúng ta đến đó xem sao? Hả? Đến đó xem mà xem cái gì chứ? Đến chỗ các vị hòa thượng đó xem sao, vì sao họ lại phải đi mượn tiền và tìm hiểu kỹ toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. Chú nhìn xem, chúng tôi chỉ còn một ngôi chùa nát này, nếu như gặp lúc khó khăn phải đi mượn tiền của người ta thì cũng chẳng có ai cho chúng tôi mượn cả. Đến khi chúng tôi không còn cách nào nữa thì ai ngờ một ngày kia ông chủ Kim Điền Ốc đột nhiên tìm đến chỗ chúng tôi. Ông ta nói với chúng tôi là thế chấp và thời hạn trả tiền bất quá chỉ là viết ra cho có hình thức thôi. Tóm lại đến khi có tiền thì từ từ trả, không sao, không sao hết. Chính vì lẽ đó chúng tôi đã đem chùa ra thế chấp cho ông ấy. Nhưng vừa đến kỳ hạn, ông ta lập tức mang giấy mượn tiền bắt chúng tôi phải trả. Thầy muốn chối cãi hả? Trong giấy mượn tiền đã viết rõ ràng, nếu như không trả tiền thì phải nộp tự viện lại cho tôi. Cứ như vậy ông ấy bắt buộc chúng tôi giao tự viện cho mình. Cầu xin ông chủ kia mà, xin ông cho thêm một tháng nữa. Không nửa tháng cũng được, xin ông mà. Không được, đừng nói trễ nửa tháng, trễ một ngày cũng không được. Trong giấy mượn tiền đã viết rất rõ ràng rồi. Chờ một chút. Hả? Ông chủ kia mà, ông muốn xử lý của tự viện này như thế nào đây? Thì ra là tổng binh đại nhân à, chào ngài. Hay ông muốn tiếp nhận của tự viện này có đúng vậy không? Không sai, đúng là như vậy. Nhưng mà trong giấy mượn tiền đã viết rất rõ ràng đây, tôi hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, tuyệt đối là sự thật. Hả? Trong tờ giấy mượn tiền này đã viết rất rõ ràng rồi, nếu như đến kỳ hạn mà không trả tiền thì phải giao nộp chùa cho tôi. Xin lỗi ngài đại nhân phải qua bên đó xem sao. Xin lỗi nha. Xin hỏi chú có phải là Nhất Hưu hòa thượng không? Dạ phải. Xin hỏi chú đã coi cái gì vậy? Cháu nghe nói pho tượng Phật này do vị điêu khắc thời xưa tên là Thôi Tín Khắc, cho nên cháu đặc biệt chú ý đến những chỗ chạm trổ này. Pho tượng này thật sự đặc biệt như vậy sao? Tôi chẳng hiểu gì về những món này, thật sự nhìn thấy không có gì đặc biệt hết, thật hổ thẹn. Nhất Hưu chú nói đến Thôi Tín khiến tôi nhớ lại lần trước, hình như có tên trộm vào chùa An Quốc lấy đi một pho tượng, xem ra rất giống pho tượng này. Nhất Hưu chú thấy có giống không? Đúng rồi ông chủ Kim, theo chỗ thấy của ông nghĩ xem pho tượng này đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi đã nói rồi, pho tượng này có thể là báu vật vô giá đó. Nếu như là báu vật vô giá thì tượng Phật này có thể bán được rất rất nhiều tiền, đúng không ông chủ Kim? Ông nói đi. Cái này tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi là người không hiểu biết gì về ngành này, tôi không biết đâu. Khi các vị hòa thượng đó đến cáo trạng, con cảm thấy rất kỳ lạ. Không có lý nào chỗ cho vay nặng lãi cho họ mượn tiền, vì bình thường mà nói, nếu đối phương không có khả năng trả lại số tiền mượn đó thì chỗ cho vay nặng lãi tuyệt đối sẽ không cho họ mượn số tiền đó đâu.
Hình như ông chủ Kim biết những vị hòa thượng này không có khả năng trả tiền và vẫn cố ý cho họ mượn tiền. Nghi vấn này cũng là vừa rồi cô đến mấy ngôi tự viện đó mới phát hiện ra thôi. Hả? Cậu phát hiện ra điều gì à? Thực ra mục đích thực sự của ông chủ Kim là những pho tượng Phật bình thường để ở trong chùa phủ lên một lớp bụi nhưng rất đáng giá, cho nên ông ấy lập ra nhiều mưu kế để cho các vị hòa thượng đó mượn tiền, đồng thời bắt họ đem tự viện ra thế chấp, sau đó bán ra với giá cao. Thì ra là như vậy. Thì ra sự việc là như vậy. Thật sự quá bị ổi à. Đại sư, hạng người bị ổi như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ cho họ được. Không sai chút nào. Ta rất đồng ý với cách nhìn của chú. Vậy thì chú giúp đỡ Lý Tổng Minh dạ, đi. Dạ, con sẽ làm, đại sư. Nhớ không à, chú mau giúp tôi tìm cách giải quyết đi. Dạ được, để cháu suy nghĩ kỹ tìm cách giải quyết. Đại sư, có việc này phải cần sự giúp đỡ của ngài. Nếu khả năng của ta làm được, nhất định ta sẽ giúp chú. Đại sư, con xin lỗi, chúng ta có thể đến chỗ ông chủ Kim mượn lại tất cả giấy mượn tiền của những ngôi tự viện đó không? Như không à, chú nói mượn tất cả giấy mượn tiền nghĩa là sao vậy? Ý của cháu là chùa An Quốc sẽ chịu trách nhiệm trả nợ cho tất cả những ngôi tự viện đó. Hả? Chúng ta chịu trách nhiệm à? Thế có nghĩa là chúng ta phải trả nợ hết cho họ à? Chào buổi sáng à. Chào ngài. Thì ra là ông chủ Kim à, sáng sớm đã đến tìm ta có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, sao thầy lại hỏi con như vậy? Sao thầy quên nhanh quá vậy? Con đến đây để đòi số tiền lời mà quý vị chịu trách nhiệm. Ngài không đùa với con đó chứ? Thì ra là vì chuyện này à? Không hổ là chùa An Quốc nổi tiếng mà, chắc chắn ngài sẽ có cách trả tiền cho con. Không phải, ngược lại như thế. Cái gì? Ngược lại vậy? Hiện tại chúng tôi không có tiền để trả ông. Vậy thì đến bao giờ ngài mới có thể trả được? Cái này tôi cũng không rõ lắm à. Ngài đừng đùa với con nữa. Nếu như ngài không thể cho con kỳ hạn nhất định, con sẽ có cách để đối phó với đại sư ngài đó. Ông có cách gì để đối phó với ta chứ? Con sẽ đến chỗ Tổng Minh Đại Nhân kiện ngài, bắt ngài phải mang ngôi tự viện này giao nộp cho con. Ngài đã nghe rõ chưa vậy đại sư? Tốt lắm, ông cứ đi kiện ta đi. Hả? Ngài nói sao? Ta muốn nói rằng ông muốn đi kiện ta thì cứ tự nhiên, cứ kiện đi. Được, ngài chờ mà xem. Đại sư à, con nghe người ta nói ngài đã hứa hẹn với ông chủ Kim. Đại sư, ngài làm như vậy nghĩa là sao chứ? Không có gì đặc biệt cả. Ý ta muốn nói là nếu ông ấy thích kiện thì cứ mà đi kiện. Nhưng mà trong tờ đơn khiếu nại của ông chủ Kim, trong đơn khiếu nại đã viết rất rõ ràng, nếu thật sự xử theo trong đơn khiếu nại, đại sư à, chắc chắn ngài sẽ bị thua đó. Vẫn chưa thật sự thẩm án à, sao ngài biết được ta sẽ thua chứ? Tổng Bình đại nhân, sao chú lại nhìn cháu như vậy? Không nhìn chú thì nhìn ai chứ? Lần này thua rồi, chú còn bắt chúng tôi đi xử lý sự việc này nữa, thì đúng là chú đã hại tôi mà. Vụ án này vẫn chưa thẩm định, sao ngài biết được ai thua ai thắng chứ? Đại sư à, xem ra ngài không hề lo lắng cho sự việc này chút nào hết. Có phải Nhất Hưu đã tìm ra cách gì hay rồi không? Đúng không Nhất Hưu? Nhất Hưu à, nếu đúng như vậy á thì chú nói ra để tôi yên tâm đi. Cháu không thể nói ra được. Ôi trời, vì sao không thể nói ra được chứ? Chú là đại nhân, chúng cháu là bị cáo, làm sao chúng cháu có thể nói ra cách giải quyết của mình cho chú nghe được chứ? Có đúng không? Chúng ta chỉ thương lượng một chút thôi mà. Không được. Tôi cầu xin chú cho tôi biết đi. Tổng Bình đại nhân, cháu xin thưa với chú trước, đến ngày phán án hôm đó, cháu sẽ đại diện cho đại sư đến dự, khi đó nhất định chú phải quan tâm đến cháu mới được. Ôi vậy à? Thì chú yên tâm đi, sẽ không có gì đâu, chắc chắn tôi sẽ làm được. Vậy thì ta nhờ ngài đó, Tổng Minh đại nhân. Đâu có, không có gì. Đại sư cứ yên tâm đi. Nhưng ngài đừng tưởng con là bạn thân nhất của Nhất Hưu thì sẽ thiên vị nha. Nếu như thật sự ngài suy nghĩ như vậy á thì ngài sẽ làm lớn đó. Bản thân con làm chức vụ tổng binh tuyệt đối không có tâm riêng tư đâu. Cho nên hôm phán án con sẽ đại công vô tư. Đại sư à, con nghĩ chắc là ngài hiểu ý con chứ? Tuy trước đại sư Lý Tổng Binh đã nói ra những lời lẽ rất nghiêm khắc, nhưng mà ông chủ Kim à, tôi nghĩ hay là chúng ta thương lượng một chút đi. Bãi này trong vụ án này hai bên hòa giải có được không? Sao ngài lại đột nhiên nói như vậy? Ông cũng biết Nhất Hưu đại sư rồi, đã làm rất nhiều việc tốt giúp cho lão bá tánh và mọi người trong thôn đó. Bây giờ bất quá vì một chút tiền nhỏ. Nè, chính Nhất Hưu đã hại khiến tôi tổn thất rất nhiều, lần này nhất định tôi bắt hắn phải lộ diện để tính sổ với hắn. Chuyện này Nhất Hưu.
Dư Hưu à, có chuyện gì vậy Tổng Bình đại nhân? Dư Hưu à, tôi nghĩ chúng ta nên cùng ngồi xuống nói chuyện với ông chủ Kim có được không? Cháu nghĩ không cần như vậy đâu. Tôi xin chú đó Dư Hưu à, thậm chí vấn đề tiền bạc tôi sẽ nhờ tướng quân đại nhân giải quyết giùm. Về điểm này chú yên tâm đi Dư Hưu, tôi xin chú đó. Không cần phiền chú đâu, nhưng mà Tổng Bình đại nhân, vụ án ngày mai quan trọng như vậy, cháu nghĩ hôm nay chú về nhà sớm để nghỉ ngơi đi. Ông chủ Kim à, Dư Hưu. Rốt cuộc phải giúp ai đây? Thật là tiến thoái lưỡng nan. Ngày mai sắp tới rồi, lần này thê thảm thiệt. Nếu như tới ngày mai thì phải làm sao đây? Lần này Tổng Bình đại nhân hình như rất đau đầu. Hai người dưới kia ngẩng đầu lên nhìn tôi. Căn cứ vào cáo trạng của ông chủ Kim nói rằng chùa An Quốc đã bằng lòng thay thế hơn 20 cô tự dự trả nợ, nhưng mà khi ông chủ Kim muốn đến thu tiền lãi suất, không những chẳng lấy được gian tiền nào mà còn bị đuổi ra. Nhất Hưu hòa thượng chùa An Quốc, chú thấy tình trạng như vậy có phải gì không? Nói. Dạ phải đại nhân, ngài nói không hề sai chút nào. Nhất Hưu, chẳng lẽ cái gì không đúng sao thưa đại nhân? Chẳng có gì là không đúng cả. Thôi được rồi, bên Mỹ đã thừa nhận nội dung bên Nguyên đề ra, tôi sẽ căn cứ vào nội dung đơn khiếu nại của bên Nguyên cáo do ông chủ Kim đưa ra để mà phán quyết. Thôi được rồi, hai vị có còn ý kiến gì nữa hay không vậy? Xin đại nhân cứ xét xử. Nhưng mà Dứt Hưu à, trước khi phán án chú có còn gì để nói không nơi không? Không có, cháu không có gì để nói hết. Không có hả? Đúng rồi Dứt Hưu à, chú có còn lý do nào muốn nói để phản bác lại hay không? Không có đại nhân, cháu thật sự không có. Bất luận thế nào chú cứ nói một câu mà. Đại nhân à, tôi có việc muốn hỏi ngài. Hả? Ông nói đi. Bên ngoài người ta nói đại nhân và Nhất Hưu hòa thượng là bạn thân của nhau, cảm tình rất tốt, có thiệt như vậy không hả? Ông chủ Kim, ông nói vậy nghĩa là sao chứ? Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Tẩm Bình đại nhân. Nhất Hưu à, có phải chú còn gì để nói không? Nói mau đi. Dạ được. Chú nói đi, không sao đâu. Bởi vì Tổng Bình đại nhân cứ ở đây nói lải nhải hoài, không ngừng hỏi cháu hết cái này đến cái khác, cho nên ông chủ Kim càng ngày càng hoài nghi chúng ta đó. Hả? Tổng Bình đại nhân, chú mau nói ra phán quyết đi, bằng không càng khiến cho người ta hoài nghi đó. Chú nghĩ có đúng không Tổng Bình đại nhân? Nếu tôi đã nói như vậy rồi thì chỉ còn cách là quyết định thôi. Thôi được rồi, bây giờ sẽ tuyên phán thay thế trụ trì chùa An Quốc Nhất Hưu đại sư. Dạ. Quý vị không có lý do chính đáng nào để phản đối việc mượn tiền phải trả, cho nên phải giao nộp chùa An Quốc cho ông chủ Kim, sau đó lập tức phải chuyển đi, nghe rõ chưa? Đại nhân à, ngài đúng là đại công vô tư á. Đại nhân, như vậy không công bằng, không có lý như vậy. Thật là vô lý. Đúng rồi, vô lý là không được đâu. Im lặng đi, cái gì ồn ào cái gì chứ? Đại nhân, tôi có thể nói vài lời không? Thầy nói đi. Cảm ơn đại nhân, ngài phán quyết như vậy rất công chánh, nhưng mà làm như vậy thì có lỗi với chùa An Quốc. Tôi nghĩ hay là thế này, đầu tiên trả cho ông chủ kia một nửa số tiền nợ, mong rằng ngài xử nhẹ tay cho chùa An Quốc đại nhân. Đúng vậy đó. Thôi được rồi, thay thế trụ trì chùa An Quốc Nhất Hưu hòa thượng, phiền chú qua đây một chút đi. Dạ. Nhất Hưu nhanh lên. Đại nhân, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đừng hỏi nữa, chú đến đây. Nhất Hưu à, hay là những cơ hội này cùng chia cho các hòa thượng kia mỗi bên một nửa, còn tôi sẽ đem tài sản của mình ra giúp chú một nửa. Thế nào, chú thấy ý định này của tôi cháu có được không? Cháu nhận ý tốt của chú, nhưng mà cháu sẽ không nhận đâu, đại nhân. Nhất Hưu à, đây là cơ hội cuối cùng đó. Tổng Bình đại nhân, chú không phải lo đâu. Chuyện này... Tổng Bình đại nhân. Hả? Nhất Hưu à, các nói vị hòa thượng này vừa nói lên những ý tốt đó, nhưng mà cháu tuyệt đối không nhận đâu. Cháu xin lỗi. Sao lại như vậy chứ? Quý vị cũng biết đó, chùa An Quốc là một ngôi chùa rất nghèo, cho nên số tiền phải trả chẳng những không thể trả hết, mà ngay một nửa cũng không thể trả nổi. Hơn nữa chúng tôi cũng không muốn trả. Không muốn trả? Tại sao lại vậy? Tại sao vậy?
Nhất Hư Hòa Thượng, chùa An Quốc của ngài sắp thuộc về xin tôi rồi. Xin cứ lấy. Đại nhân à, vụ án này ngài đã chất vấn xong chưa vậy? Thật là hết cách rồi. Thôi được rồi, bây giờ tuyên bố vụ án này chính thức kết thúc. À, đại nhân, xin chờ một chút. Hả? Hả? À, ngài còn dạ, chuyện gì có. Nữa? Cháu chỉ muốn nói cho ông chủ Kim biết khi tiếp nhận chùa An Quốc phải chú ý một số việc. À, có việc gì vậy? Cháu nghĩ ông cũng biết chùa An Quốc của chúng cháu không giống như những ngôi tự viện khác, bởi vì tướng quân đại nhân đã đem nó liệt vào hàng tự viện của vua quan. Điểm này cháu nghĩ ông cũng biết. Ờ, tự viện của vua quan vậy thì đã sao? Đem ngôi tự viện của vua quan quan trọng như vậy giao cho một người khác, đó có nghĩa là vị trụ trì hiện tại phải về hưu và ông chủ Kim đến đó làm hòa thượng kế thừa chức vụ trụ trì của ngôi chùa này. Ờ, bắt tôi làm trụ trì à? Dạ phải, nếu như ông chủ Kim thật sự làm trụ trì của chùa An Quốc chúng cháu thì ông phải sống đời sống như lão hòa thượng. Cuộc sống của hòa thượng chính là giống như các vị hòa thượng đây phải cạo chọc đầu. Chúng nó phải cạo chọc đầu à? Chuyện này không có được đâu, không được. Chứ thưa à, tôi hỏi chú, nếu sống cuộc sống giống như đại sư thì phải như thế nào hả? Điều đó muốn nói là vào mùa đông ông chủ phải thức dậy trước khi trời vẫn chưa sáng, dùng nước lạnh để tắm. Sau đó vào mùa hạ thì phải giống như những nông dân bình thường ra ngoài ruộng làm việc. Bình thường còn phải lên núi đốn củi về nấu. Còn phải chẻ củi và nấu nước đại nữa. Đại sư à, nước của ngài nấu, sư, nước nấu của ngài nấu không ngài nóng. Đôi khi còn bị khói bếp làm chảy cái nước mắt. Nếu là người mới vào cửa Phật thì mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa, và mỗi bữa quy định chỉ có 1 món ăn, 1 chén canh, 1 chén cháo mà thôi. Kế đến là phải học thuộc lòng hết tất cả kinh điển. Đôi lúc còn phải ngồi thiền trên nền nhà. Nếu như ngủ gục thì sẽ bị người ta đánh. Trời ơi, thôi thôi thôi, khoan đã. Rốt cuộc chúng ta nói xong chưa vẫn vậy? Vẫn còn một điểm cháu quên mất. Sau khi làm trụ trì thì làm rơi một cây đèn cầy cũng là phạm lỗi lớn. Như vậy cũng phạm lỗi lớn à? Đương nhiên rồi. Không những là đèn cầy mà là một cây nhang nhỏ như vậy cũng sẽ bị tướng quân trừng phạt. Chú nói có phải không, Tổng Bình Đại Nhân? Chứ Hư nói không hề sai chút nào. Những gì tôi vừa nói chỉ là nói đùa thôi, chứ không có gì hết trơn á. Tôi chỉ mong rằng thu lại được số tiền mình đã cho. Không được đâu, ông phải mau chóng đi tu đi. Tương lai làm gì hòa thượng tốt. Tôi không được, tôi không được đâu. Cái gì mà không được chứ, nhớ được phải dẫn lại. Đại nhân à, nghe tôi nói này, số tiền mà tôi cho chùa An Quốc mượn có thể thương lượng mà. Tôi từ trả cũng không sao, trễ 1-2 tháng, 3-4 tháng cũng không sao mà, được không? Không được đâu ông chủ Kim, vụ án này phán quyết xong rồi, bây giờ chúng cháu lập tức giao tự viện cho ông. Như vậy làm sao được, tôi không chịu làm trụ trì đâu. Tôi xin ngài đó đại nhân à, ngài cũng biết con người của tôi vừa không tốt vừa tham, thì làm sao có thể làm trụ trì một ngôi tự viện được. Tôi xin ngài tha cho tôi, đừng bắt tôi làm. Sao lại không được chứ, sao lại có lý này, đáng ghét quá. Giả tình giả nghĩa cho người mượn tiền, biết được người khác chắc chắn không có tiền trả, thì lấy hết tài sản người ta, sau đó mang đi bán với giá cao, mưu cầu danh lợi trong đó. Ngươi quá thật độc ác. Ngươi thật không phải là con người mà. Thật vô lý. Đại nhân à, tôi chưa bao giờ có tâm xấu xa như vậy. Ngươi quá thật độc ác. Bây giờ ta thủ tiêu tất cả số tiền mà ngươi cho người khác mượn. Hơn nữa phải chém đầu ngay lập tức. Bây giờ ngươi đã nghe rõ chưa? Chém đầu chắc không nghiêm trọng như nghiêm vậy trọng đâu. Không nghiêm trọng cái gì chứ. Đại nhân à, tôi xin ngài cho tôi một cơ hội đi, cầu xin ngài đó. Được rồi, ông chủ Kim, ta hỏi ông, bắt đầu từ ngày hôm nay ông có thể làm lại cuộc đời không? Là một con người thật thà, không đi gạt người khác. Từ nay về sau tôi tuyệt đối không tham lợi của người khác. Hơn nữa tôi thấy người nghèo thì sẽ cho họ mượn tiền, không lấy tiền lời. Như vậy đã được chưa? Tôi cầu xin ngài tha cho tôi đại nhân. Vậy thì được rồi, ta đặc biệt miễn tội chết cho ông vậy. Lần này chính thức tuyên phán, vụ án này chính thức kết thúc. Dạ. Giới Hưu đại sư à, lần này thật sự bị chú làm cho hú hồn hú vía. Tôi cứ tưởng là phải phán quyết chú giống như những phạm nhân bình thường vậy. Chú làm cho tôi hết hồn. Đó là ưu điểm của chú, bởi vì cháu hiểu rất rõ, chúng ta có là bạn thân của nhau đi chăng nữa thì Tổng Bình đại nhân cũng sẽ không bóp méo sự thật và công lý đâu. Nhưng mà nói thật nha, tôi cũng đã tìm ra một số khuyết điểm trong tờ đơn tố cáo của ông chủ Kim, sau đó ép buộc ông ta phải bãi nại vụ khiếu nại này, nhưng rốt cuộc không thành công. Nhưng mà chú đã không làm như vậy, rốt cuộc là vì sao vậy? Thực ra lúc mới bắt đầu tôi rất mâu thuẫn rồi.
tôi không biết phải xử thế nào nữa. Nhưng mà đến cuối cùng tôi vẫn tin tưởng ở chú. Tôi rất tin tưởng vào trí thông minh của chú. Nhất định chú sẽ giải quyết được vụ án này. Nhưng mà tình hữu nghị là phải tin tưởng lẫn nhau, đúng vậy không Nhất Hương? Cảm ơn đại nhân. Hả? Công chúa bướng bỉnh. Và mùa xuân nước mưa đặc biệt rất nhiều, vì trời ngày nào cũng mưa, cho nên quý thầy trong chùa An Quốc, số quạt giấy và giày cỏ mà họ làm đều không thể mang ra phố bán được. Ê, sao cho vàng chút xíu tương vậy? Chẳng còn cách nào khác, chỉ còn chút xíu này thôi à. Ê, có lộn không đó, vì sao con mua về nhiều một chút đi. Ai chẳng biết phải mua nhiều, nhưng tiền đâu ra. Gần đây muốn đi Quá Duyên cũng không đi được nữa chứ. Ủa? Khảo này em, xin mời. Con người gì không biết chạy vậy? Ngựa gỗ. Răng gì thông minh nhất? Răng trí tuệ. Cái gì nhỏ không biết bay? Cái gì nhỏ không biết bay? Em không biết. Con chim nhỏ biết bay. Đừng có ồn nữa. Vẫn còn tinh thần đi chơi trò này hay sao chứ? Mà đi cầu cho ngưng mưa đi. Ôi, trời ơi, mưa suốt ngày như vậy, tôi đã bụng sắp xỉu mất rồi. Chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Tình hình mà như thế này chắc là đại sư cũng phải chịu đói rồi. Ê, nấu cho đặt một chút cho ngài ăn đi. Em biết phải làm thế nào rồi. Được rồi, đã nấu xong. Tôi phải nếm thử xem mùi vị thế nào. Hả? Tôi muốn nếm thử xem mùi vị thế nào thôi. Lúc trước Nhất Hương nấu ăn rất dở đó. À, sao các chú nhìn tôi như vậy chứ? Một mình ăn trước à? À, nè, ngươi làm gì vậy? Sao mà quên tôi nhanh quá như vậy? Hả, Lục Ngô công chúa? Sao cô lại đến đây? Khảo tài chú, xin mời. Cuối cùng chính là bắt đầu trò chơi gì vậy? Trò chơi tiếp long. Trò chơi tiếp long các bạn đã chơi qua chưa? Hoa. Hoa tím. Tím thái. Thái tâm. Chính là lấy chữ cuối cùng để làm chữ đầu cho câu sau. Nhớ thương, chú quả thật rất giỏi. Được rồi, tôi khảo chú một lần nữa. Xin mời. Dù đánh thế nào cũng không biết đâu, chú có biết đó là gì không? Nói cho tôi biết đi. Thứ mà đánh thế nào cũng không đau hả? À, tôi biết rồi, là cái trống. Trả lời rất hay. Tôi khảo tài chú tiếp đây. Xin mời. Đứa trẻ thì trèo lên được, nhưng mà người mẹ không thể trèo lên. Chú có biết đó là cái gì không? Đứa trẻ thì trèo lên được, nhưng mà người mẹ thì lại không thể trèo lên. À, là cái lưng của mẹ. Giỏi quá. Khảo tài chú tiếp. Con muốn khảo tài tôi nữa hả? Như Hưu à, cháu sắp nguội rồi đó. Hả? Thì tôi đang nấu cháo hả? Hèn gì thơm quá. Cho tôi ăn một chén có được không Nhất Hương? Sư huynh tư niệm, huynh thấy thế nào? Ôi trời ơi, công chúa bướng bỉnh này. Không cho cô ta ăn một chút, cô ta sẽ la lối ầm sòm đó. Không còn cái nào khác, được công chúa à, cho cô ăn một chút vậy. Không ngờ con người chú cũng rộng rãi đó chứ. Tôi như vậy giống người nhỏ mọn sao? Tốt nhất là cô ấy mau đi khỏi đây. Không biết vì sao cô ta lại đến đây nữa. Ăn ngon quá. Nè, cô còn muốn ăn nữa hả? Ăn một chén là được rồi mà. Ăn một chén không đủ no, đừng hẹp hò như vậy mà. Wow. Wow. Đột nhiên trời mưa lớn như thế này, ta nghĩ chắc có nhiều người bị phiền phức lắm. Wow. Wow.
đừng có ăn thêm nữa công chúa à. Công chúa, nồi cháo này chắc chắn là ăn không ngon đúng không? Cháo này thiệt là khó ăn, ai nấu vậy? Là tôi nấu á. Nhớ cô, vì sao chú biết nấu thứ khó ăn quá như vậy? Hả? Được rồi, để tôi ăn thử xem rốt cuộc có phải là rất khó ăn hay không. Nè công chúa, cô hãy ăn nữa, thầy chúng ta không có cái để ăn đâu. Tôi sắp chịu hết nổi rồi, tôi chóng mặt quá. Nhớ Hương à, chưa quá khiêm hạ rồi đó. Nồi cháo này ăn rất ngon, tôi phải ăn thêm một chén nữa. Cô thật là đáng ghét, đại sư vẫn chưa ăn nữa đó, sao cô có thể ăn nhiều như vậy? Nè Tiểu Nghi. Lục Ngu công chúa. Đại sư. Sao cô đến đây? Mẹ cô kêu cô đến đây đúng không? Dạ, không phải, chỉ có một mình con tới đây chơi mà thôi. Vậy hả? Đại sư à, con muốn làm đệ tử của chú Nhất Hương đó. Hả? Làm đệ tử của tôi hả? Không được đâu, không được. Sao có thể nhận cô làm đệ tử chứ? Lục Ngu công chúa, cô đang ở đâu vậy? Lục Ngu công chúa, con ở trong cung thực sự quá buồn bực. Nếu tiếp tục như vậy con sẽ không chịu nổi, cho nên con đi chơi một chút. Mẹ không cần phải lo, con sẽ về liền mà. Tránh ra! Tránh ra đi! Tránh ra! Mở ra đường đi! Người tránh ra mới đúng đó. Trời mưa lớn mà phóng ngựa nhanh như vậy, làm gì chứ? Đừng người ta chết, ngươi làm sao mà đợi đây? Hả? Ngươi chẳng phải là gia đình của Lục công chúa sao? Sao là ngươi vậy? Dạ, tổng binh đại nhân, thật là ngại quá. Bởi vì công chúa của chúng tôi bỏ nhà ra đi, chúng tôi đi tìm cô ấy khắp nơi. Bỏ nhà ra đi à? Chuyện này Lục công chúa cũng làm được sao? À đúng rồi, nên mà Lục công chúa thích đến nhất chính là... Mưa suốt ngày thiệt là buồn, cho nên cô mới đến chỗ chúng tôi chơi. Tiểu Nghi, cô không hiểu thì đừng có nói nhiều nghe chưa. Lục Ngưu công chúa à, đến giờ luyện thư pháp rồi. Hả? Phải luyện nữa sao? Ngoài trời thì mưa, không thể đi ra ngoài chơi được, cho nên bắt ta học cái này cái kia. Ta ngồi tê hết cái hai chân rồi, ta không muốn học nữa, không muốn học nữa. Chính lúc đó, ta đã nhớ tới Nhất Hương. Ta nghĩ ta tới chùa An Quốc sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ta cảm thấy cái suy nghĩ đó của cô quá đơn thuần. Anh Nhất Hương, anh thấy đúng không? Nhất Hương là bạn của ta mà. Nếu như là bạn mà không thể hỗ tương giúp đỡ thì thật sự chẳng có đạo nghĩa giang hồ rồi. Đại sư, ngài thấy có đúng không? Hả? Vì cô cảm thấy buồn bực nên muốn xuất gia tu tập. Tôi thấy giống trò chơi trẻ con quá công chúa. Không đúng, thiệt mà, tôi đã muốn tới từ lâu rồi. Tôi không tin. Ta không hề gạt cô, không tin thì nhìn coi. Hà anh, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Hả? Hả? Lục Ngư công chúa, bộ quần áo này tự tay ta may đó, quý vị nhìn xem có đẹp không? Xuất gia thì phải làm việc, quần áo cô như vậy làm sao làm việc? Nhưng mà không hề gì, ta đã biết trước rồi, cô nhìn đây. Như vậy chẳng phải được rồi sao, chỉ cần như vậy là được rồi. Hả? Còn mớ tóc này thì phải làm sao đây? Nè, cô cẩn thận. Yên tâm, ta rất quen tay mà. Hả, quen tay? Thế nào rồi, tìm ra công chúa chưa? Tôi đi khắp nơi nhưng không tìm ra công chúa, tôi xin lỗi. Bọn các người đúng là thứ ăn hại. Các người nhìn những con búp bê gia truyền này xem, nó đã cạo trọc hết mấy con búp bê này. Còn không mau tìm nó về đây cho ta. Mau lên đi tìm nó đi. Dạ. Công chúa, công chúa, cẩn thận đó, để được mấy tóc dài đúng rất là khó khăn. Cô nên suy nghĩ kỹ mới được đó. Đúng đó, chưa ăn mức dành cho người nam xuất gia. Đức Phật, ngài nói xem xuất gia có phân biệt nam nữ không? Có không? Con biết ngay mà, Đức Phật luôn đối xử bình đẳng, không phân biệt
thử. Được rồi. À, khảo tài cô. Hả? Xin mời. Cô nghe cho kỹ đây, cô phải nói theo tôi. Tôi nói gì thì cô nói đấy. Đơn giản vậy sao? Ừ. Nếu như cô không biết thì sẽ không được cạo tóc. Nếu như cô không biết thì sẽ không được cạo tóc. Tôi nói có sai không? Không hề sai chút nào. Ai nói? Cô nói sai rồi. Thì sao? Tôi nói sai chỗ nào chứ? Chú nói đi. Nè, công chúa, chờ một chút. Vì sao vừa rồi cô không nói theo tôi là ai nói? Cô nói sai rồi, như vậy mới đúng. Ờ, chú nói cũng đúng. Nhất Khu vẫn thông minh hơn, tôi đấu không lại chú rồi. Ờ. Thì ra công chúa bướng bỉnh đã tới chỗ này rồi. Ta phải mau đi nói cho họ biết. Quyết định vậy đi. Ờ? Mau dẫn công chúa đi về. Hả? Vậy không được đâu. Hả? Thuộc hạng của ba ta tới. Chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ tới chỗ này, làm sao đây? Đại sư, con xin ngài. Xin ngài đừng để cho bọn họ tìm thấy con, có được không? Con xin ngài. Đẹp dấu cô ấy ở đâu đây chứ? Nè, chờ một chút. Tuy chùa An Quốc là ngôi chùa rất nghèo khó, nhưng mà nó vẫn là thánh địa cửa Phật. Nhiều người giàu không nên đâu. Nhưng mà vừa rồi chúng tôi thấy một cô bé nhìn rất giống công chúa đi vào đó. Được rồi, để tôi vào trước xem sao. Vị đại sư chùa này đạo cao đức trọng, tôi tin rằng ngài sẽ không gạt chúng ta đâu. Quý vị ở đây chờ tôi vậy. Dạ. Thật ai ngại quá, Lục Ngưu công chúa không đến đây. Công chúa thật sự không đến đây sao? Đúng vậy, cô ấy không đến đây. Nhất Thư, bọn họ không theo sao đúng không? Tôi cho rằng đại sư làm như vậy không đúng lắm. Thật sự, ngài không nên nói dối. Ngài không hề nói dối. Đúng vậy đó, công chúa bướng bỉnh đích thực không ở trong chùa An Quốc. Sư phụ không nói dối đâu. Đại sư làm như vậy có cách suy nghĩ riêng của ngài. Ngài nói nếu để Lục Ngô công chúa ra về như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ đến làm phiền nữa. Cho nên vì sao không nhân cơ hội tốt lành này để Lục Ngô công chúa thấy dưới trời mưa lão bá tánh trong kinh thành đã sinh hoạt như thế nào. Đó chính là dụng ý của đại sư. Nhanh tay lên. Hả? Mạnh tay lên. Mạnh tay nữa. Tốt rồi, cảm ơn nhiều nha. Vào cửa Phật đương nhiên là một cách tu tập, nhưng mà nhìn thấy lão bá tánh và đi giúp họ, đối với Lục Ngưu công chúa mà nói đó là một cái việc tu tập hữu ích hơn. Đúng vậy, trời vừa mưa là nói chán nói ghét, Lục Ngưu công chúa quả thật là rất đáng. Thật ra con cảm thấy có người còn buồn chán hơn Lục Ngưu công chúa nhiều lắm. Ngài đó xem là ai? Là ai vậy? Chính là chỗ công đó. Oh, 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 oh.